bức thư của nữ bác sĩ gửi con trai từ bệnh viện Vũ Hán. Giữa tâm dịch Corona Vũ Hán hiện nay được xem là thành phố ma, nhưng thay vì rời đi, các thiên thần áo trắng vẫn tìm mọi cách để ở lại. Những ngày gần đây, dịch viêm phổi do virus Corona càng lây lan nhanh và trở nên nguy hiểm. Tính đến ngày 1 tháng 2, đã có gần 12.000 người nhiễm bệnh và 259 trường hợp tử vong. Nhưng ngược lại với việc Vũ Hán bị đóng cửa vì dịch bệnh, vẫn luôn có hàng ngàn người tự nguyện đến đây. Đó là cách mà những nhà khoa học, bác sĩ, y tá đã tìm về Vũ Hán một cách cứu người đầy nguy hiểm nhưng vô cùng đáng ngợi ca. Bác sĩ Tào Hiểu Anh người hiện làm việc tại khu vực cách ly của trung tâm điều trị bệnh truyền nhiễm tỉnh hồ nam đã viết một bức thư gửi con trai khiến nhiều người cảm động con trai của mẹ con đã bao giờ nhìn thấy sự cầu cứu dâng lên trong ánh mắt của những bệnh nhân và gia đình họ chưa họ đã luôn nhìn mẹ như vậy để mong chờ được cứu sống vì vậy mà hơn ai hết mẹ hiểu được nỗi đau và sự tra tấn họ đang phải chịu đựng mẹ yêu con tới một phần trăm nhưng thời gian mà mẹ dành cho con không thể là một trăm phần trăm được dù biết sự nguy hiểm trong công việc này nhưng mẹ luôn cảm nhận được sự mất mát đáng sợ mà dịch bệnh để lại vì thế mà mẹ có mong muốn cả đời của mẹ là loại bỏ những điều đó xin lỗi con trai hãy nghĩ rằng cuộc chia ly ngắn ngủi của ta sẽ làm nên tiếng cười của hàng triệu gia đình con nhé đây là điều mà trách nhiệm của những người bác sĩ như mẹ nên làm khi dịch bệnh qua đi mẹ hứa sẽ ở bên con nhiều nhất có thể con hiểu ý mẹ mà phải không được biết vì bác sĩ này đã nghỉ hưu trước tết nguyên đáng Thế nhưng khi virus corona bùng phát, bà quyết định cùng các bác sĩ y tá ở lại trung tâm truyền nhiễm chiến đấu với dịch bệnh, đem hơn 30 năm kinh nghiệm để bảo vệ những bệnh nhân xấu số. Ngoài ra, những hình ảnh hàng loạt các y bác sĩ phải cắt đi mái tóc dài khi đến tâm dịch Vũ Hán cũng từng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Câu chuyện của nữ y tá Triệu Thanh Nhã là một ví dụ điển hình khi thấy tình hình căng thẳng của vũ hán là một y tá triệu thanh nhã cho rằng trách nhiệm của người khoác chiếc áo blue trắng chính là cứu người vì vậy sau khi cân nhắc cô đã trả lại vé xe không về nhà mà đến tâm dịch để hỗ trợ điều trị sau khi đến vũ hán cô triệu và đồng nghiệp đã quyết định đồng loạt bỏ đi mái tóc dài đầy nữ tính triệu thanh nhã cho rằng đây là hành động bảo vệ chính mình và giúp hỗ trợ tối đa cho công việc virus corona sinh sôi mạnh trong môi trường ẩm ướt việc các y bác sĩ để tóc dài mặc đồ bảo hộ dễ sinh ra mồ hôi bí bách tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển khi những nghĩa cử cao đẹp này được lan truyền trên mạng xã hội trung quốc rất nhiều người đã lên tiếng cảm ơn những thiên thần áo trắng đã không quản hiểm nguy góp công sức bảo vệ vũ hán khi dịch bệnh hoành hành hoành